Bác sĩ tiêu hóa tiết lộ 5 cách phòng bệnh ung thư vòm họng ở bệnh nhân tràng ngược thực quản rất dễ thực hiện. Hôm nay thì Tâm sẽ chia sẻ với mọi người chủ đề này bởi vì là cái ung thư vòm họng thì thường bệnh nhân sẽ phát hiện ở giai đoạn muộn là giai đoạn 4 giống như là nhạc sĩ Trần Tiến. Và cái bệnh ung thư vòm họng thì có biểu hiện không rõ ràng, nó khá là dễ bị nhầm lẫn với cả những cái bệnh khác, như là bệnh nhân ung thư vòm họng sẽ có biểu hiện là đau rát họng, khản tiếng hoặc là ho có đờm. Và để giúp mọi người có được cái cách để phòng bệnh ung thư vòm họng đối với bệnh nhân tràng ngược thực quản, bởi vì bệnh nhân tràng ngược thực quản cái khả năng bị nhiễm khuẩn ở cái họng của chúng ta là rất cao, vì cái axit cũng như là dịch mật ở dưới dạ dày trào ngược lên trên thực quản thì sẽ gây viêm nhiễm cái vòm họng của chúng ta nhiều. Và đây là bộ 5 cái cách mà bác sĩ tiêu hóa chia sẻ với mọi người thì nó rất là dễ thực hiện, chỉ cần cam kết thực hiện đúng thì cái ung thư vòm họng cũng như tất cả những loại ung thư khác sẽ không bao giờ gõ cửa chúng ta. Cái cách thứ nhất mà bác sĩ chia sẻ đó là hãy loại bỏ các cái chất kích thích rượu, bia, thuốc, lá, chè hoặc là cà phê và những cái chất có chứa cồn ra khỏi cái thực đơn ăn uống hàng ngày của chúng ta. Cái thứ hai đó là cần phải tập luyện để tăng cường cái sức đề kháng. Tại sao lại cần phải tập luyện để tăng cường sức đề kháng? Bởi vì cái đề kháng tốt thì sẽ có thể chống đối lại được các cái virus, vi khuẩn gây hại. Một số những cái bệnh nhân mà bị ung thư vòm họng thì người ta thấy rằng ở cái vòm họng đã bị nhiễm một số những cái loại khuẩn. Cái thứ ba là sử dụng cái loại kháng sinh tự nhiên, các cái sản phẩm có ở trong gian bếp của mình, ví dụ như là gừng, nghệ, mật ong hoặc là đông trùng hạ thảo. Đó là những cái loại kháng sinh tự nhiên và nó rất là tốt đối với cả cơ thể của chúng ta, nó còn giúp tăng cường cái sức đề kháng. Ở trong nghệ thì có cái tính sát khuẩn rất là cao, nên là những cái bệnh nhân mà bị ung thư hoặc là những cái bệnh nhân mà bị tràng ngược thực quản họ sử dụng những cái loại gừng nghệ thì nó sẽ có tính kháng viêm, giảm đau và nhanh lành vết loét. Đông trùng hạ thảo cũng được chứng minh rằng là giúp tăng cường cái sức đề kháng, đặc biệt là tăng cường sinh lực cho những cái người già yếu hoặc là cái sức khỏe kém. Và cái thứ ba nữa, cái thứ tư là sẽ tránh cái ô nhiễm và khói bụi. Hiện tại thì cái ô nhiễm ở trong môi trường nó đã giảm bớt rồi, nhưng mà cái khói bụi mà gây ô nhiễm, cái bụi mịn khá là cao, nên là chúng ta khi mà ra đường hãy sử dụng các cái loại khẩu trang lọc bụi của 3M, sử dụng các cái máy lọc bụi sẽ giúp giảm cái bụi mịn ở trong không khí ở trong nhà của chúng ta đi. Và cái cách thứ năm nữa đó là hãy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn các cái món ăn mà ví dụ như là rau xanh này, và hạn chế sử dụng các cái loại thịt. Thì như thế thì sẽ giúp giảm đi cái axit ở trong dạ dày, sẽ giảm bớt cái tình trạng trào ngược thực quản. Và như thế thì bệnh nó sẽ đỡ và tiến triển, là nó sẽ không gây ra cái tình trạng mà chúng ta có thể bị ung thư vòm họng nữa. Và hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp mọi người có được 5 cái cách mà có thể phòng được bệnh ung thư vòm họng rất là dễ thực hiện đối với những cái bệnh nhân tràng ngược thực quản. Và nếu có bất cứ một cái câu hỏi nào muốn chia sẻ với Tâm thì hãy comment xuống dưới. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Tâm, ấn vào hình quả chuông để nhận được những thông báo sớm nhất về những video mà Tâm up lên. Xin chào và hẹn gặp lại.